Người hỏi mày nói tới nói lui hoài giờ có quay không? Là mày có quay mày nói từ từ bao lâu chứ giờ tự nhiên mày nói từ từ hoài. Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Kiệt nha mọi người. Hello mọi người. Thì bữa nay mình sẽ ăn một cái món đó là ăn cái món bữa nay mới thường thường rồi mày thường thường mày hôm nay mày ăn sướng rồi phải không? Ừ. Mày ăn cực bữa. Bữa nay mình sẽ ăn món đó là chú chét chấm mắm sống. Mắm sống. Đây là mắm sống mình mới làm nha mọi người. Rồi bữa nay mình sẽ với phát sẽ ra sao coi quài chuối nào mình bẻm bay quất bạn một quài mình ăn với mắm sống thử cảm giác như thế nào nha. Thì đó giờ cũng chưa ít ăn lắm mọi người, mấy anh em nào ở trên phố chắc cũng chưa ăn món này đâu đúng không, mà thật sự món này ăn với rau rồi này kia vô bắp chuối rồi ngon tới gáo luôn anh em. Rồi giờ mình đi ra ngoài thôi anh em, đi đi giờ mình sẽ đi kiếm cái quài chuối nào hấp thấp mình xốp lại á, cái chét á quá mày, chuối nó cao quá mày ơi. Chú này cũng cao nè, đây có một hoài cao quá. Đó mấy hai đó hai hoài luôn. Nè, hồi chú thấp một kia kìa. Nói chung là mình chuối thì chú gì? Nè. Chú đó ngon quá hả? Ngon quá vậy chứ à. Nè. Hái tới không? Mấy anh chặt không tới kẹt. Cái gì? Mấy anh không tới. Không nha. Nó cao quá ta. Ôi, chú này cao quá. Cũng có hoài. Ăn có chuối không? Ừ, hai cái hoài luôn ơi. Cao lắm. Chặt có ăn có chuối không? Ăn được không? Chuối được. Được chặt ăn. Đi, anh Cao chặt đi. Ta 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 ta. Cái gì vậy? Đang ngủ chứ gì? Chết tôi à. Trời ơi. Anh nắm cái chuối anh dậy xuống. Ơi. Sao? Mình ăn cái này nó ngon nè. Quất thêm vậy đi chú chét nữa. Chú chét. Giờ không có quà chuối nào thấp hết ta. Kiếm gì vậy? Có. Có, út nãy út kể. Tối có kẻ lạ đột nhập nha mọi người. Có người vô ăn trộm nha anh em. Má nó mất. Bữa mình gắn camera rồi. Chê mất dạy. Rồi tối này nhà Kiệt bị ai vô trộm hết mấy buồng dừa anh em. Cắt nó bỏ ngoài. Rồi sao nữa nói luôn. Thôi chứ giờ biết sao giờ. Nó đi cầu nữa. Kìa. Ừ. Nó dùng tỷ kìa. Nó đi ị bậy nữa nha mọi người. Vô đây nó đi trộm rồi. Má chị dừa. Luôn. Quá đúng chị dừa. Hãy đi. Thôi mình hái cái chuối này nữa. Cái ngon rồi. Hái đi. Thử rồi chát không? Nhắm chuối chát không? Quầy chuối vậy bao lâu nó mới chín ta? Cái gì? Quầy vậy bao lâu nó mới chín? Giờ mình sẽ ăn cái món này là đi vào lòng đất luôn nè. Bỏ dép ra cái mọi. Đây hơi cỏ. Mình nè, cái bắp chuối đưa đi. Bắp chuối mà là tới gáo luôn ba. Bắp chuối bự vậy chứ mình ăn không được nhiều đâu. Ăn gì hết. Đây, mời tất cả mọi người nha. Ủa muốn ăn vỏ hả? Người ta ăn vỏ không nội? Vỏ nào? Cái vỏ chuối á, ăn chuối chét là phải ăn luôn vỏ. Ai biết đâu trời. Có vụ ăn không vỏ anh chè. Ăn luôn vỏ mới ngon. Ai mời mọi người nha. Không biết hả? Không. Hôm nay mày ăn sướng mấy bữa rồi, ăn khổ một bữa. Bữa nay hết kinh phí cho ăn chuối chét một bữa anh em ơi. Có đâu bình thường. Ăn gì nữa. Chè quá. Chấm mắm nhiều vô. Nè giờ đây là cái bắp chuối nè anh em. Đó. Chưa? Gì? Anh em quay. Anh chạy lên làm phích nước đá xuống uống. Cái gì nữa. Ăn xong đi uống luôn. Trời ơi.
Bữa nay mình chơi clip vậy đi mọi người ơi. Hôm nay hết kinh phí ăn hải sản, chuyển qua ăn mắm. Cái này mắm này mắm cá linh. Nè mình ăn vậy nè. Đây mọi người, mình quết con mắm vô. Đúng không? Ê. Ừ. Dục đổ luôn mày. Có ở đâu? Đũa này không liên quan à. Kẹp con mắm luôn rồi. Trời ơi, có ba cái hộp hộp hộp. Nó dính cái hộp hộp chanh vô. Quá. Đây mọi người. Bên ngoài mọi người mò miếng nha, thử cái này thử. Được không? Cái này mà có cơm nguội á. Nấu gì nữa? Có gì không? Gì vậy? Chả nước miếng luôn. Rồi rồi nè. Đổ mồ hôi luôn, đúng tới luôn. Nói chung cái món này à, mọi người ăn với cắt kho rồi á. Thôi mà mắm mà ăn gì với có kho. Ăn với cơm nguội. Cơm nguội. Cái chén này nãy mà cái tô này nãy mẹ Kiệt làm tới gáo luôn mọi người. Nó làm giùm á. Khi có làm giùm bà bỏ niêm tới gáo dữ lắm. Đây mọi người chén nữa nha. Cái này nó không chét đúng không? Nó chét không? Ừ. Kép. Có tươi. Ăn chép. Chị bệnh nữa. Chị bệnh gì? Bệnh lại cái đường này cái đường nha. Bệnh lại tiêu. Cái chuối nè mình ăn để trị bệnh lại tiêu. Người nào bị tiểu đường hay là miếng hoài luôn trời. Tiểu đường hay bị huyết áp hay em nhớ là vậy, bị huyết áp hay tiểu đường gì á. Mày ăn cái này là trị lại tiêu. Hiểu không? Cái này lại tiêu. Cái gì? Dễ ỉa. Sống không thì đúng không? Thiệt chứ kẹt. Ngậm qua em lên làm hít đá kẹt. Mà nói chung là Kiệt mới chuyển sang một cái địa điểm mới. Địa điểm kia nắng quá. Chỉ ngồi đây cho nó mát. Nhầm vô rừng vô rú. Mình định rủ một phát làm clip đi dòng gì sinh tồn. Mình không biết sinh tồn ở đâu. Nếu có sinh tồn chắc mình sinh tồn ở đây luôn á mọi người. Ừ. Mình sinh tồn tối mình ngủ ở ngoài trời luôn. Mình đi kiếm một vòng mình một ngày thử một ngày sinh tồn rồi. Mình không có dùng xài tiền, không có dùng, không có internet rồi, không có điện thoại kia làm sao chứ. Còn bây giờ ở đây tàn Thanh Long không sinh tồn trong trường Thanh Long chắc có nó chết luôn. Làm bút cái bao năng lượng vậy? Để tôi cống buồn lắm mọi người. Như nhiều thứ bữa nay tháng này năm nay sao xui á mọi người. Tháng này sao xui hay sao á, nhiều thứ ập tới Kiệt quá. Chưa hết giờ cái Facebook của Kiệt bị chặn nữa rồi mọi người. Facebook của Kiệt, cái bay lồng tiếng của Kiệt bị chặn 30 ngày. Hết chuyện này tới chuyện kia. Đúng là đời đen đít chảo mọi người ơi. Giờ mình không biết làm sao nữa. Nhóm thì vậy, bay bị chặn, bây giờ còn với Kiệt với anh Phát à, hai anh em cố gắng làm cho anh em coi để là nhóm ổn định rồi mình có cái để mày mời mọi người miếng cái gì vậy, cái ổi của cái chuối quên hoài này, cái vừa ăn được nè. Ngon vừa mà vô mọi người không ăn gì ăn ngon mà ăn được nữa. Ừ. Ớt kìa. Kẹp một ớt kìa mà. Tới gáo. Cái này mà có không? Rồi luôn. Cái này có khế. Nói chung mắm sống mình ăn nhiều thứ được lắm. Cái đồng mình cái gì ăn cũng được hết mọi người. Trời ơi cái này nó hơi mũ. Mọi người. Mắm sống là chơi môn nào ăn cũng được hết. Ừ. Đã. Tất cả cái rau rồi chấm mắm sống đều ngon. Cái này mà có xích rượu đế dùng Phát nói lắm. Rượu đế hả, có mồi ngon mà bán. Cái này Hàn Quốc hay em? Không. Quá đã mọi người. Ăn từ từ. Ăn xiết quá chịu hiểu không ra thì rồi. Không có dụng cần lọc luôn. Dịch lọc hả? Lọc hỏi lọc quay. Giờ chị sẽ điện cho lọc mọi người. Nói chuyện ơi, hỏi tiếng nó làm sao chứ giờ. Hai thằng thấy cũng yếu. Em là kia để cho Lộc.
Đang có cuộc gọi khác luôn. Bó tay luôn. Nó đang gọi ai vậy mọi người ơi? Để chừng nào gọi lại anh ngồi đây chừng đứa nó có gọi lại không? Nó có cuộc gọi khác à mọi người, nói chuyện với ghê không? Điện nó cũng không thèm bắt máy luôn á. Hai thằng chơi hai thằng thôi. Lô. Nói chuyện ghê, nó lâu gì ông nội. Mập, què nó chuyện với ghê vậy. Đu ghê trời. Trời ơi, nay ghê vậy anh hai. Mày có mày hỏi mày nói tới nói lui hoài giờ mày có quay không? Quay nhanh vậy đó, quay nhanh vậy không cho tao đi được đâu, từ từ đi. Là mày có quay mày nói từ từ bao lâu chứ giờ tự nhiên mày nói từ từ hoài. Đúng, trên này giờ nó đang gần gần, trên này nó đâu có cho đi được đâu. Dịch. Em mới đi được. Em mà bao giờ? Từng nữa đi. Từng nữa hả? Ừ thôi, cũng giờ biết nói giờ kêu người mới vô làm đúng không? Người mới vô quay. Mày để kêu người mới quay, mày không quay, kêu người mới chứ nói gì? Quen không, thằng mới xuống rồi, mới kiếm tiền cho anh luôn. Trời ơi. Đã nói là mày vô quay thôi khỏi kêu. Còn mày cũng không vô quay thôi kêu, hiểu không? Ừ, vậy thôi. Ừ. Dịch quá hả? Ghê vậy. Ừ thôi. Giờ thì tao phát quay. Trong này phải là Lộc sẽ nói là vài bữa nó quay lại nha mọi người. Nó là tuần lễ. Từng nó cho chừng nào bớt dịch thì quay lại. Tại vì giờ dịch tổ kỳ cũng căng quá. Đúng rồi. Quên nữa. Dưới đây giờ chỗ nào cũng căng. Trên em cũng căng, dưới kỳ cũng căng nữa mọi người. Bởi vì sợ. Giờ anh em coi đỡ. Giờ tiễn người mới vô cũng không dám tiễn xa đó mọi người. Dịch bệnh đi tới đi lui cực khổ đúng không? Nhưng mà tiễn ví dụ có kêu người mới vô cũng kêu vòng đây chứ không có kêu người xa được. Anh em thông cảm nha. Tại đang dịch. Anh em đi tới luôn nó rất là bất tiện. Nên anh em thông cảm. Bây giờ mình mới kêu thằng Lộc. Thằng Lộc thì nó cũng muốn làm nữa. Thằng Lộc thì đó anh em không, nó kêu thì nó làm thôi chứ gì hết á. Thì nó nói là chừng nào bớt dịch nó xuống quay chung với anh em. Còn giờ thôi có kỳ viên phát thì chơi nhiều chơi nhiều. Ừ. Tối nay là bếp sinh tồn không? Yeah. Sinh tồn không? Sinh tồn hả? Ừ. Sinh tồn để mai đi. Mai đi. Mai là sinh tồn phải không? Ừ. Mai sinh tồn. Mà sinh tồn đâu? Sinh tồn ở đây nha mọi người. Ở đây quốc sinh tồn 24 giờ ở đây luôn, chơi không? Chỉ 24 giờ vậy mình mua đồ ăn hay sao là hay là sao? Vậy là sinh tồn gì? Ờ. Ê, đúng rồi. Còn cá. Chứ mày sinh tồn mày mua đồ ăn thì sinh tồn vậy đó, mày đi du lịch chứ mày đi sinh tồn vậy? Sinh tồn phải có gì mày ăn đó. Ví dụ nhà tao có gà ăn gà bò gam. Con gà của tao nó trong phạm vi nè, mình nó bò ra cái phạm vi đầu nó. Được, quốc. Được. Nó kiểu vậy gọi sinh tồn đúng không? Được, được. Mai em nhốt gà đó đâu cho ra đây đâu. Ừ. Cho mò cá rồi xuống kinh rồi mò cá rồi bậy bạ vậy. Rồi mọi người nếu thích Kiệt đi sinh tồn á, cái clip này Kiệt sẽ đăng bên kênh Kiệt Bắc TV. Nếu cái clip này nó được một ca hai like ngày mai Kiệt sẽ làm quay clip sinh tồn. Kiệt bây giờ không nói xạo nữa, không có hứa anh em quay clip sinh tồn nhưng mà tại vì không chịu lum la. Nếu clip này được 1k 1200 lượt like á thì Kiệt sẽ làm clip sinh tồn nha anh em. Rồi anh em hãy like cái clip này đi. Ok đó, mai sinh tồn mà cái ở đây 24 giờ trong tròi hay vậy. Mai kiếm hai cái quần đùi á. Ừ. Quần đùi áo thun ha. Mai là mình cách ly với mọi người luôn, ở đây không vô nhà luôn, là ở đây không, ở đây đi mới máy quạt ra. Cá đây có mà,
bắt tại chỗ rồi không đem cái hột quẹt nướng, chỉ hột quẹt nướng quốc như ấy gì chơi cho bữa cho đã tới gâu. Đúng rồi, đem tivi dàn máy tính đồ ra luôn. Ừ, clip này mình chỉ làm vậy thôi nha mọi người. Rồi ăn sơ sơ làm chuối nói chuyện đồ tắm dốc mọi người chơi. Đó, clip này được con K2 là cũng tâm sự mọi người luôn, là thì nói hoài cũng vậy thôi. Giờ còn hai thằng giờ chơi ai giờ đúng không, chơi nó anh em nói chuyện ăn hiếp nhỏ lớn hiếp nhỏ kỳ quá đúng không. Nói chung cuộc sống ai hiểu được thì mừng thôi chứ. Ừ rồi giờ mình kết thúc clip đây luôn. Nhanh như vậy xíu đi mới nói chuyện quay đại dù nhiều đi có ở đâu. Chết cha, chết cha, chết nữa. Rồi mọi người ơi, nói chung là bữa nay mình làm cái clip ăn ăn chú chét với mắm sống thử, nói chung là cũng ngon thì rất là ngon luôn chứ bộ, vẫn chơi đâu. Món này ở trên phố đâu có chết cây chuối đâu ăn. À nó không có. Đi ra chợ mua phải không? Nhưng mà cái cảm giác ăn cái tươi sống rồi hái trên cây thấy xuống nó mới tới gáo chứ nói cái gì. Thôi bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Mọi người nhớ để lại cho Kiệt một like. Nếu clip này được 1k like thì ngày mai mình sẽ làm clip đi sinh tồn ở đây. Mình sẽ đi bắt cái con này con kia ở đây một ngày. Nếu clip mà sinh tồn mà được nhiều người ủng hộ thì Kiệt sẽ làm tiếp tục. Thì cũng nghe mấy anh em kêu thôi hai người làm clip sinh tồn đi. Làm okay. Đăng bên kênh Kiệt Bắc TV. Bây giờ clip này Kiệt sẽ đăng bên kênh Kiệt Bắc TV thì đủ 1k like Kiệt sẽ làm clip sinh tồn. Đó rồi ok. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ. Chúc tất cả anh em của Kiệt, anh em thân thương của Kiệt là một ngày mới tốt lành, mình cố gắng chống dịch rồi thành công. Qua cái mùa dịch này rồi mình mới có đi đây đi đó cho anh em xem hết được. Hết dịch là giao lưu liền luôn. Rồi ok. Giờ bye anh em nha, hẹn anh em gặp lại clip sau. Giữ gìn sức khỏe nha.